và bé Venus sẽ ăn kem. Venus có kem sô cô la, chị Venus có kem vanilla. Đéo. Chào tất cả các em, hôm nay chị Bi đã sẽ ra phần 2 của chuyến thăm Legoland. Đây là cô cưỡi ngựa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi khu trò chơi khác nha. Ở phía sau chị Bi đỏ là... Chị chơi gì đây? Sau lưng của chị Bi đỏ là những cái trò chơi lạ quá. Có nước ở trong đây nữa. À, đây là những trò chơi, những chú vịt. Nè đây, trò chơi vịt đó hả? Quá nhiều vịt luôn. Nè, chơi không? Và đăng ký thành viên trên kênh của bé Peanut để nhận được thông báo khi có video mới nha. Các em hãy đăng ký thành viên trên kênh Good Morning Việt Nam để nhận được thông báo khi chị Bí Đỏ ra video mới nha. What are you going to play now? Let's see. Nè, Peanut, what are you doing? I'll show you. Okay, go ahead. Go ahead. Whoa. Is it good? Look at that. Yeah. No? Right here.
Again. Are you trying to go up? I got you. Đó, và bé Venus sẽ ăn kem. Venus có kem sô-cô-la, chị Venus có kem vanilla. Butter pecan. Một chú rồng khổng lồ. Khủng long. Peanut, you see Lady Liberty? That's Mount Rushmore. Lady Liberty. Those bridges. Em, các em, lát nữa chị Bí Đỡ sẽ đi xuống đó và chúng ta sẽ xem một cái thành phố thu nhỏ phía dưới có tượng nữ thần tự do và các danh lam thắng cảnh phía dưới luôn nha. In Las Vegas. Go with mommy. Các em nhìn ở phía dưới này rất là đẹp. Để là một cái mô hình thu nhỏ ở đây. Có xe buýt nữa nè. In Las Vegas. Có tàu điện ở đây nữa. Có một cái đất xuất. Oh look, somebody's getting married. They're getting married. Wow, what is that peanut? Cái gì đây? Cái gì đây? Thu nhỏ. Phải không? No, cái này không được vô. Cannot come inside. Wow, đây là những Lego. Lego friends đứng bên cạnh bờ hồ. Rồi, Lego bằng cây luôn. Đây là những cái bản Lego là nhỏ. Cái đây là người ngoài hành tinh bị té xuống hoang mạc. Đây, dĩa bay của người hành tinh. Ồ, đây là cái gì Peanut này là cái gì, Peanut biết cái này là cái gì không? Wow, đẹp quá các em. Đây là một cái tượng nhân mã của nước nào quên mất tiêu rồi. Bạn nào biết tượng nhân mã này ở nước nào nè? Hy Lạp phải không? Wow, đây là một công trình nổi tiếng của thế giới đây Peanut. Bên đây nữa nè Peanut. Wow, đây nữa nè, bằng Lego luôn. Xe bằng Lego. Ồ, đây nữa. Một tòa nhà khổng lồ ở đây. Lego hết. Bên đây nữa. Tháp Eiffel. Tháp Eiffel của Pháp luôn. Đây. Tất cả cái này bằng Lego hết. Đây là tượng nữ thần tự do của Mỹ đây. Lego luôn. Quá đẹp. Đây là Disneyland. Đi xem các em. Thủ phủ của Mỹ, thành phố Washington. That's the capital. The White House is... Đây nè. Look. Oh, it's a parade. It's đẹp quá. Beautiful. Đây đây Lego.
cousin and do those. Yeah, you remember your 5 minutes. Bây giờ 3 minutes sẽ giờ chụp hình nha. There you go, show me some pictures. Great job, buddy. Thank you. Okay, Venus. So, sorry, what do we do with this? So with that, hold all your photos. You can look closer, at closer, stay closer. Yeah. To him, closer to him. Ready? Get in closer, sweetie. Get in closer. Get in closer. Closer? Yeah, yeah. Closer. Ready. 1, 2, 3. Show us some ninja moves, sweetie. Ninja moves. Whoa, whoa. Ready. 1, 2, 3. Great job.